kính chào quý vị và bà con. Theo dự báo mới nhất của Trung tâm Dự báo Ngư trường Khai thác Hải sản, trong tháng 8 này, nghề vây sẽ xuất hiện ở nhiều vùng biển. Trong đó, vùng biển Vịnh Bắc Bộ sẽ là nơi cho năng suất khai thác ước đạt cao trên 1.000 kg trên một mẻ, tương ứng với những ô màu đỏ ở trên bản đồ. Còn quanh khu vực vùng biển Trung Bộ, ra ngoài khơi khu vực giữa Biển Đông và quanh huyện đảo Hoàng Sa sẽ là những nơi cho năng suất khai thác ước đạt trung bình khoảng từ 100 đến 1.000 kg trên một mẻ. Dự báo trong chiều nay, Bắc Vịnh Bắc Bộ sẽ có mưa dông dễ đi kèm với lốc xoáy và gió giật mạnh, khiến tầm nhìn xa giảm xuống chỉ còn 4 đến 10 km trong mưa. Còn với khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ, có mưa một vài nơi nhưng không đáng kể, tầm nhìn xa trên 10 km. Tuy nhiên, thì bà con ra khơi đánh bắt vẫn cần đề phòng thêm với gió mạnh. Dự báo chiều nay, khu vực này sẽ có gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Với vùng biển khu vực từ Quảng Trị trở xuống tới Ninh Thuận, ra ngoài khơi, khu vực giữa Biển Đông, dự báo chiều nay không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Tuy nhiên, thì bà con vẫn cần lưu ý với gió mạnh cấp 4, cấp 5, riêng phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Trong điều kiện thời tiết xấu, bà con đánh bắt trên biển cần lưu ý có những kế hoạch khai thác phù hợp. Hãy chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị an toàn, đồng thời duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Nơi có thời tiết ổn định nhất là ở hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, khi mà chiều nay trời nắng, gió ở đây khoảng cấp 4, cấp 5 và tầm nhìn xa thoáng rộng trên 10 km. Trên đất liền Trung Bộ, chiều nay, khu vực từ Đông Hà trở xuống tới Phan Thiết tiếp tục có nắng nóng, nhiều nơi có nắng nóng gay gắt với mức nhiệt cao là từ 35 đến 38 độ. Còn với các thành phố từ Thanh Hóa trở xuống tới Đồng Hới thì nhiệt độ thấp hơn 30 đến 34 độ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi sẽ cập nhật các diễn biến thời tiết mới nhất trong các bản tin tiếp theo.